Trước khi trở thành một bị cáo trong vụ án hình sự, ông Đỗ Hữu Ca đã có 9 năm làm giám đốc công an thành phố Hải Phòng. Ông Ca từng có những phát biểu gây chấn động dư luận trong một số vụ án điểm và nhận được sự quan tâm của công chúng. Khi ông Ca bị bắt vào tháng 2 năm 2023, dư luận bàng hoàng và càng bàng hoàng hơn nữa khi thông tin ông Ca cầm 35 tỷ đồng để chạy tội cho vợ chồng ông trùm hóa đơn ở Hải Phòng. Điều đáng nói là ông Ca có khối tài sản khổng lồ, khối tài sản mà nhiều người mơ ước ở tuổi xế chiều. Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. 4 lần ông Đỗ Hữu Ca nhận 35 tỷ để chạy án diễn ra như thế nào? Ông Đỗ Hữu Ca lên tướng là một trong số ít cấp hàm cao nhất của ngành công an, giám đốc công an của một trong những thành phố trực thuộc trung ương và tại vị 9 năm ở đó trước khi nghỉ hưu vào năm 2019. Có thể thấy, ông Đỗ Hữu Ca có một sự nghiệp thành công, nhưng ông có một cuộc đời thất bại khi bị tù tội vào cuối đời. Trong vụ án lần này, ông Ca bị cáo buộc đã nhận 35 tỷ đồng để chạy án cho một người thực hiện hành vi phạm tội khỏi bị khởi tố. Người đưa tiền khai ông đã hứa hẹn, cứ yên tâm về ăn Tết vì ông đã lo rồi. Tuy nhiên, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng lại khai rằng tại người kia cứ đến nhà rồi để tiền đấy dù ông không đòi, ông cũng để tiền đấy chứ không làm gì để can thiệp cả. Sự phi logic trong lời khai, cơ quan tố tụng đã làm rõ trong quá trình điều tra và sẽ tiếp tục được làm rõ trong thời gian tới. Bởi không dễ gì thản nhiên mang một số tiền khổng lồ vào nhà một ông tướng dù đã nghỉ hưu và ông tướng ấy thản nhiên cất đi dù không hứa hẹn và không làm gì. Sự việc bắt đầu vào khoảng tháng 10 năm 2022. Vợ chồng Đức biết tin Trương Văn Nam là cháu của Đức bị cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt, khám xét liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời cũng điều tra xác minh về công ty của vợ chồng Đức quản lý, điều hành. Do lo sợ bị xử lý liên quan, Đức đã bỏ trốn và chỉ đạo vợ đến gặp cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, Đỗ Hữu Ca, đã nghỉ hưu, là người có mối quan hệ thân thiết với Đức để nhờ chạy tội. Sau đó, Ngọc Anh đến nhà ông Đỗ Hữu Ca tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, thông báo về việc Trương Văn Nam bị bắt và công an tỉnh Quảng Ninh đang thu thập hồ sơ liên quan đến công ty Thái Bình Dương mà Đức và Ngọc Anh quản lý, điều hành hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Ngọc Anh nhờ ông Ca tìm hiểu tác động chạy án cho Đức không bị công an Quảng Ninh xử lý hình sự, mọi chi phí sẽ chuẩn bị theo yêu cầu của ông Ca. Qua trao đổi được biết, doanh số bán ra của công ty Thái Bình Dương là khoảng 200 tỷ đồng. Mặc dù không làm việc gì để lo chạy tội cho Đức, song ông Đỗ Hữu Ca vẫn bảo vợ chồng Ngọc Anh phải chuẩn bị số tiền là 10% doanh thu bán ra của công ty Thái Bình Dương, tương đương 20 tỷ đồng và một số tiền tiêu cực phí khác để lo chạy tội. Từ cuối tháng 10 năm 2022 đến khoảng tháng 12 năm 2022, vợ chồng Đức đã 4 lần đến gặp và đưa tổng cộng 35 tỷ đồng cho ông Đỗ Hữu Ca tại nhà ở thôn Trại Trên, Đồng Phản, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên. Chi tiết quá trình 4 lần ông Đỗ Hữu Ca nhận 35 tỷ chạy án. Lần thứ nhất, lần đầu vào ngày 31 tháng 10, Đức rút 8 tỷ đồng từ tài khoản cá nhân và vay của một người bạn 2 tỷ đồng. Sau đó, cầm số tiền trên đựng trong hai túi du lịch tối màu đi taxi về thành phố Thái Bình, gặp bạn nhờ chuyển cho Ngọc Anh. Ngọc Anh sau đó mang đến phòng khách nhà ông Đỗ Hữu Ca. Khi gặp, Ngọc Anh nói chỉ chuẩn bị được 10 tỷ đồng nhờ ông Ca giúp chạy tội cho Đức và được Ca đồng ý. Sau đó, Ngọc Anh để lại tiền và ra về. Lần thứ hai, khoảng một tuần sau, nhiều lần qua hỏi ông Ca về việc lo chạy án nhưng nhận được trả lời chưa thấy thông tin gì từ phía cơ quan điều tra công an tỉnh Quảng Ninh, nên Đức lo lắng về nhà lấy tiếp 5 tỷ đồng rồi trực tiếp mang đến nhà ông Ca, tiếp tục nhờ chạy án và được ông Ca đồng ý. Lần thứ ba vào ngày 11 tháng 11, thời điểm này mặc dù đã hai lần đưa tiền cho ông Ca, nhưng cơ quan điều tra vẫn tiếp tục thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của mình, nên vợ chồng Đức quyết định rút thêm 15 tỷ đồng từ ngân hàng để đưa cho cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng để lo chạy tội. Xe ngân hàng sau đó đã đưa Ngọc Anh đến nhà ông Ca. Nhân viên ngân hàng này còn giúp Ngọc Anh xách hai bao tiền để vào trong phòng khách nhà Ca, sau đó đi về. Ngọc Anh nói đã mang đến 15 tỷ và đưa cho Ca xem bản chụp tờ công văn của Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của Trường Xuân Đức tại cơ quan thuế để ông Ca lo chạy tội cho đúng. Ông Ca bảo Ngọc Anh cứ đi về để Ca lo việc này. Lần thứ tư là vào ngày 1 tháng 12.
Thời điểm ngay sau khi cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận hồ sơ liên quan đến các công ty của vợ chồng Đức tại cơ quan thuế, thấy việc chạy án chưa có kết quả, nên Đức chỉ đạo Ngọc Anh tiếp tục mang thêm 5 tỷ đồng đến nhà đưa cho ông Đỗ Hữu Ca. Khi gặp Ngọc Anh nói đưa thêm 5 tỷ đồng, nhờ ông Ca chạy tội giúp Đức vì tình hình quá nguy cấp. Sau khi nghe Ngọc Anh cho biết Đức vẫn đang lẩn trốn, ông Ca đã nói chuyện qua điện thoại của Ngọc Anh với Đức. Qua điện thoại, ông Ca bảo Đức về gặp mình. Hôm sau, vợ chồng Đức đến gặp, hỏi về kết quả chạy án nhưng ông Ca vẫn nói chưa nắm bắt được thông tin gì từ phía Công an tỉnh Quảng Ninh và bảo Đức về nhà ông Ca ở một thời gian để tiện trao đổi công việc, nhưng Đức từ chối. Sau 4 lần đưa tiền chạy tội nhưng vẫn không có kết quả phản hồi, gần trước Tết Nguyên đán năm 2023, Đức lại cùng vợ đến nhà ông Ca tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên để hỏi kết quả chạy án. Tại đây, ông Ca nói đã lo xong việc ở Công an Hải Phòng, còn ở Công an Quảng Ninh thì đã nhờ người tên Giang là người có mối quan hệ rộng trong lực lượng công an lo xong việc. Nếu cần, ông Ca sẽ bố trí cho sang Quảng Ninh gặp người đàn ông tên Giang, đồng thời bảo Đức cứ yên tâm về nhà ăn Tết, không phải lo lắng. Vì nể nang ông Ca nên Đức và Ngọc Anh không sang Quảng Ninh gặp ông Giang, đồng thời tin tưởng ông Ca đã lo chạy án xong. Đức không bỏ trốn nữa mà quay về Hải Phòng ăn Tết, sinh hoạt bình thường cùng gia đình. Đến ngày 3 tháng 2 năm 2023, Trương Xuân Đức bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Sau khi chồng bị bắt, Ngọc Anh đến nhà gặp ông Ca hỏi về việc đã lo chạy tội rồi mà chồng mình vẫn bị bắt và xin lại số tiền 35 tỷ đồng. Nhưng ông Ca không trả lại tiền, còn mắng và đuổi Ngọc Anh về. Ngày 7 tháng 2 năm 2023, Ngọc Anh bị Cơ quan Điều tra bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Đến ngày 18 tháng 2 năm 2023, ông Đỗ Hữu Ca bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng bị truy tố khung hình phạt bao nhiêu năm tù? Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự mua bán hóa đơn, đưa, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 13 bị cáo. Cụ thể, bị cáo Trương Xuân Đức, Nguyễn Thị Ngọc Anh bị đưa ra xét xử về các tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và tội đưa hối lộ. Bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an Hải Phòng bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Nguyễn Đình Đương, cựu Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Cát Hải và bị cáo Đỗ Thanh Hoài, cựu cán bộ ngành thuế của Chi cục thuế huyện Cát Hải bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ. Bị cáo Đặng Khắc Thành, Hà Thị Bích Nhàn bị đưa ra xét xử về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Bị cáo Hà Thị Trang, Đỗ Thị Đùa, Vũ Ngọc Tú, Chu Thị Thu Hiền, Nguyễn Hiền Tài, Ngô Văn Tuyên bị đưa ra xét xử về tội trốn thuế. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Bùi Văn Tuấn, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, tham gia tố tụng là các kiểm sát viên Tạ Thanh Bình và Nguyễn Trung Hoan. Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong 3 ngày, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 4 năm 2024 tại Tòa án Nhân dân tỉnh. Để phục vụ phiên xử, tòa còn triệu tập 21 người với tư cách nhân chứng của vụ án. Trong vụ án này, cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị truy tố theo điểm A khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự, khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù hoặc tù chung thân. Đáng chú ý, cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca có tình tiết tăng nặng khi phạm tội nhiều lần do bị cáo buộc 4 lần nhận tiền chạy án với tổng số tiền lên tới 35 tỷ đồng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.